trực trưng à, trực trưng à. À, mới giận chút xíu ra mồ hôi quá trời quá đất ơi, thiệt luôn á. Bà không mở quạt cho bé hết trơn á, ra mồ hôi quá trời. Ừ, mồ hôi muối nữa nè, chút nữa gọi đầu nha. Trời ơi, bị nắm da đầu mồ hôi hết trơn trời. Chút nữa gọi đầu cho hết liền à. Mà như nó có cái vấn đề về thần kinh. Con nghĩ nó đang bị tự kỷ ám thị đó. Kiểu sống của mình không ai chơi nó giết cho nó điên rồi đó. Bảo nói nghe nè, có ở đâu lạ, đây không phải là cúp bé đâu, đây là con của tao đó. Bé tên là Chiều, tên đầy đủ của bé là Chiều Chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chính chiều. Có tên tiếng Anh luôn. Tên tiếng Anh là gì? Afternoon. Là buổi chiều á hả? Đúng rồi. Mày điên vừa thôi Bảo ơi. Nói nghe nè Bảo ơi. Dạ. Con thích chơi cúp bê hả? Không phải thích mà con đang tập để biết cách chăm sóc, để mốt mà con nhận làm con nuôi nó chứ. À, nuôi một đứa con nít không hề đơn giản đâu, không phải là bó rau con cá hay là cây cỏ hoa lá thực vật mà là cả một vấn đề luôn á. Thì bởi vậy con phải tập chứ, tập có nhiều được. Cái nó khóc nó la suốt ngày luôn á. Đâu mà tập sao mày tập sao ví dụ giờ nè, nó giờ tao là con mày nè đó. Bây giờ nó đang rất là muốn nó khát nước nè. Ba bảo cho con uống nước đi, ba bảo. Ô, uống gì đơn giản thôi, muốn nó khát nước thì uống nước nè, đó, đúng rồi. Sạc thì mình vỗ cái ngực nè, vỗ ngực nè. Ba vỗ lòng mỏi con rồi. À, vuốt nè, rồi không sao. Ba con đói bụng quá, đói bụng quá. Đói bụng má. Ăn thôi, xin bà miếng xòi đi bà ơi. Ba, con chưa có dặn mà cho con ăn xòi được. Con nít mà sao rồi? Con chưa có dặn. Con mắc tè. Mắc tè quá. Đơn giản luôn. Có mặt tả, mà. Con không mắc tè nữa, con mà đi nặng. Đi nặng hả? Sao cực ghê vậy đó? Dạ đúng rồi. Ba đi. Sao mệt ghê luôn á. Bây giờ nè, thôi, bây giờ nè. Con mới hiểu là tại sao hồi đó đó, mày muốn... Nó định mướn người ta mang thai hộ đó. Dạ. Để có được một đứa nhỏ. Nhưng xin lỗi nha, không hề đơn giản. Thấy chưa? Bây giờ nè, mắc tè, bú sữa, rồi bệnh. Ê, chưa kể là ăn uống bệnh hoạn nữa nha. Tối đó là thức đêm gì nó nha. Rồi hả, rồi nó khóc, nó la. Mà đâu phải đứa nít nào mày nuôi nó cũng như tao đâu. Tao biết đường tao nói không. Nó cần cái gì nói ra nó dễ. Còn nít cỡ tầm này á, mới mấy tháng đầu nó đâu có biết nói, nó khóc không à. Ăn uống hay bệnh hoạn gì nó cũng chỉ khóc thôi. Nó không biết đường đâu mà lần mà chiều nó. Sao mà lắm. Khổ ghê á. Con là con không muốn có vợ nên con mới nhờ tìm mang thai hộ. Nhưng mà luật sư đã tư vấn là nói là vậy là không có được rồi. Nên là bây giờ là con tìm đứa con để con mà nhận làm con nuôi. Bây giờ thấy vậy nuôi cực quá. Đúng cực rồi, bây giờ nuôi nó lớn lớn đi cho đỡ, khoảng 5-6 tuổi gì đó. Đúng không, nó biết đi, nó biết nói rồi, đi học rồi cũng đỡ. Đúng rồi. Ha, sao không nuôi đứa nào 5-6 tuổi á, nó biết nói rồi. Đúng rồi, cái mình dễ nuôi hơn. Đúng rồi, sao không nghĩ về vấn đề đó ta. Rồi, đây là món mới của má, xin mời các con. Cả ba người chúng ta ngồi đúng vị trí và chỉ cần thay đúng 3 bộ đồ là một ngày đã trôi qua. Kỳ diệu ghê. Ăn đi, ăn đi, nói nhiều quá. Con tuyên bố cái đã. Tuyên bố gì thì tuyên bố. Con đã tìm được đứa con nuôi của mình rồi. Dễ vậy. Đây. Ôi sao mặt dài vậy? Ủa, bạn mới của ông hả? Lưu Duyên à. Này nè, mới có 17, 18 tuổi thôi. Dễ nuôi lắm. Ăn đi con ơi. 17, 18 tuổi thôi. Buông đi, buông đi. Trời ơi, nó khùng mà. Làm sao mà có cái chuyện mà con nuôi 7-8 tuổi phải dưới 16 tuổi không ơi? Không biết gì hết. Sao mà không được chứ? Thôi có được, đừng có nói, đừng có cãi. Cái tuổi này lớn nè, là nó biết là tự chăm sóc cho bản thân nó. Hiểu không? Con đỡ phải lo ăn uống cực nhọc gì hết trơn. Chỉ là chu cấp tiền bạc thôi. Tao hỏi giờ mày bao nhiêu tuổi? Bây giờ mày đang bao nhiêu tuổi? Mém 30. Mày mới có gần 30, tức là hai mấy thôi đúng không? Mà mày nhận nuôi đứa con nuôi của mày là 18 tuổi. Mày nghĩ sao vậy hả? Mấy tụi nó xem á thì nó sẽ thân thiết, nó dễ tâm sự với nhau, hiểu không? Vừa là cha, vừa là bạn. Vừa là bạn nhậu luôn hả? Thì đó. Nói nó không nghe. Nhưng mà luật pháp người ta không có cho. Nếu sinh con nuôi thì phải dưới 16 tuổi. Sao mà không cho được?
Bây giờ nó 17, 18 tuổi là coi như 18 tuổi là đủ tuổi công dân. Đúng rồi. Đó, bây giờ nó như là người trưởng thành rồi. Nhưng sao mà quan trọng nữa? Nè, quan trọng là bây giờ cái bé này nè, mồ côi cha, mồ côi mẹ, đang sống chung với bà dì mà hoàn cảnh nó cực khổ lắm. Bây giờ mình nhận về làm con nuôi, mình cho ăn học đàng hoàng, mình trở thành người có ích cho xã hội, vậy là việc tốt mà ai cũng cho. Thì cái đó là có như là cái hình thức là... bên ngoài đúng thôi rồi. Nhận con nuôi là kiểu truyền miệng thôi. Đúng rồi. Tao thích mày á, thấy tội nghiệp quá đem về nuôi cho ăn cho uống cho ở. Nhưng mà trên pháp lý á, là người ta không có công nhận, phải dưới 16 tuổi mới là công nhận pháp lý, rồi giấy tờ này nọ nó liên quan nhiều cái rắc rối lắm, không có được đâu. Cái gì mà phức tạp chứ vậy, tôi thấy người ngoài người ta nhận hà rầm đó. Em nuôi, anh nuôi, chị nuôi, con nuôi gì, muốn nhận là nhận gì đâu trời. Thôi kệ, ăn đi, em đi kệ nó đi, đừng quan tâm gì hết. Nói chung là dưới 16 tuổi mới được nhận. Trên nó là nghỉ miễn bàn đi. Đây nè, đây nè. Tôi nói được mà, trời cái bé này nó đẹp trai lắm, dễ nuôi. Thôi dễ bị đừng trả lời, đừng trả lời. Thiệt luôn á, qua đây xin ý kiến không giúp được gì luôn á. Ăn đi rồi cho ý kiến. Ăn đi, ăn đi.